Dân mạng lo lắng các con nuôi của Phi Nhung sẽ đấu đá để sở hữu khối tài sản khủng. Sau khi Phi Nhung qua đời, những ồn ào liên quan đến các con nuôi của cô luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Từ cách xê của con nuôi Hồ Văn Cường đến câu chuyện không ai chăm sóc 23 em nhỏ còn lại. Mới đây, sư cô thích nữ minh viên, người cùng Phi Nhung chăm sóc cho các con nuôi đã xuất hiện trên một talk show và chia sẻ về cố nghệ sĩ. Sư cô cho biết, có tổng cộng 23 em nhỏ được Phi Nhung nhận là con nuôi, trong số đó có 15 bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền. Còn 8 bé được giọng ca Bông Điên Điển nhận nuôi và nâng đỡ tại nhà riêng. Trước những băn khoăn của khán giả, sư cô cho biết, các bé vẫn sẽ được nuôi dạy như bình thường, không có gì thay đổi. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc các mạnh thường quân nhận nuôi các con của Phi Nhung. Tuy nhiên, theo sư cô, chưa có ai liên hệ trực tiếp để nói về vấn đề trên. Hiện sư cô đang dùng số tiền Phi Nhung để lại chăm sóc cho các cháu. Sư cô khẳng định sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để nuôi dạy các con nuôi của Phi Nhung như tâm nguyện của cố ca sĩ. Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng đã bí mật chuẩn bị hành trang riêng cho 15 trên 23 người con nuôi là một tài khoản tiết kiệm để hỗ trợ cuộc sống sau này của các bé khi lớn lên. Khi chưa dịch, Phi Nhung đã mở hết tài khoản cho các con, 15 bé đều có tài khoản hết. Tuy nhiên, đây là điều chỉ có sư cô và Phi Nhung biết mà thôi. Chúng tôi chưa nói cho một ai và cũng chưa nói cho các con biết. Cụ thể 15 con là 15 sổ tiết kiệm, Phi Nhung muốn sau này lớn thì các con đã có số tiền trong tài khoản riêng rồi.